Một giờ rưỡi chị bán mà Phú đến đây là một giờ rưỡi mà cái màu của chị đã còn có gần cạn nào rồi. Wow, gạch cua nè. À, cái gạch cua nè. Rồi. Mình thấy nó có còn sót mấy cái vỏ. Đúng rồi. Ngày gì chị mấy ký cua chị? 15 ký em. 15 ký thôi ha. 20 ký bán không hết đâu. Còn cua thịt nè. Cua thịt của chị nè đó. Quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn, bây giờ là 1 giờ rưỡi trưa. Chúng ta sẽ đi ăn ở là đường Công Chúa Ngọc Hân, của một chị cũng bán 7 ngày 7 món. Mà chị này như Phúc chưa có quay lần nào hết, nên ngày hôm nay ta sẽ đến để quay và trải nghiệm quán của chị. Đây, đường Lãnh Minh Thăng và đường Công Chúa Ngọc Hân. PM Food Travel xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến địa chỉ là 61 đường Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11 để chúng ta ghé cái quầy bán 7 ngày 7 món của chị Út. Thì ngày hôm nay là thứ tư, chị sẽ bán món bánh canh cua giò. Hồi nãy Phú đi đường Minh Lê Đại Hành tại vì tụi mình muốn luồn lách để quay cái cảnh cho mọi người xem. Chứ nếu mọi người đi lẹ, mọi người cứ đi từ 3 tháng 2 Lãnh Minh Thăng chạy lên quẹo vô cái là tới gặp ngay quán chị luôn. Đó, thôi mời quý vị khán giả chúng ta qua tìm hiểu nha. 1 giờ rưỡi là chị bán rồi. Menu nó không có nằm ở ngoài mọi người. Cái lịch bán là nằm ở trong chị ở đây móc ở trên tường trong đây nè. Cái hàng rào thứ hai là bún cà ri, thứ ba là bún mắm, thứ tư là bánh canh cua giò heo là cái món ngày hôm nay. Thứ năm là bún măng vịt, thứ sáu là bún riêu canh bún, thứ bảy là bún miếng gà ta, chủ nhật là đơn giản hơn gỏi cuốn gỏi đu đủ với hoành thánh thôi. Thứ hai thứ sáu sẽ có thể thay đổi món. Số điện thoại luôn nha. Dạ em chào chị Út. Chào bữa em. Bữa nay em ghé qua đây để thưởng thức món bánh canh cua là bán đúng ngày thứ tư thôi đúng không chị? Đúng rồi, ngày thứ tư rồi. Rồi, ai có lấy gì con? Cua tôm. Cua tôm, ok. Chị Út là người Hoa đúng không? Không phải người Việt. Mà biết tiếng Hoa ha. Biết. Nghe chị nói tiếng Hoa luôn. Ở đây khu Hoa mà. Đúng rồi. Ủa vậy chính xác là mấy giờ chị bán gì? 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi. Trời ơi. 1 giờ rưỡi mà nãy tới đây là thấy chị bán quá trời luôn rồi đó. Đi sớm rồi đó. Phải đi sớm hơn nữa. Bên bển như bên bển như có hai bàn để ngồi có bên kia ba cái bàn đấy ba cái bàn bên kia nữa quá có một bịch tập không rồi bên kia có ai nữa dạ đó thì trên tay với đi rồi tranh thủ vơ vơ mình trò chuyện với chị coi cái tủ ha chị giới thiệu em tí xíu ha tôm đi rồi bún giò nữa kìa dính nhai tắm dính em cái giò là chị xài giò gì vậy chị xài giò trước không mà cưng có mấy có hai ba cái giò sao rồi để cho có đầu gói khách ăn á này chị xài giò nóng không mà không có xài giò lạnh đây em chơi đây là cái nước cua luôn đó, chị. Đúng rồi cái nước lèo quá cưng để về cho nó không có đen giò chứ nó nắng nghe nó khô giò nó nắng nghe nó khô giò như là khoảng 11 giờ là chị ra đây chị nấu trực tiếp đây luôn không chị nấu ở nhà chị dạ chị nấu ở nhà chị chứ chị không có nấu ở đây dạ bắt quật của em là gì vậy nếu bán lẻ này là bán giò này sao chị
Giờ thì 15 ngàn cục. 15 ngàn cục. Không biết, cô cũng phải hỏi bác Nhi á. Em thấy có ba vị tôm là nó giống nhau hết. Nó thứ luôn á, mà tại vì mình lột ra mình để không có hết lại. Tôm chị to lắm á. Size này size bao nhiêu chị? Cái size này hai mấy con ký vậy cơ? 28 đi ha. 28, 26 gì hả? Hai mấy con à ký. To lắm. Ngàn tại vì thêm là... một con bao nhiêu? Con này 10 ngàn cơ. 10 ngàn. Không mà 10 ngàn con này đã. Chừng 22, 23, 25 con trổ lại 1 ký à nè, con tôm rồi. Chưa lột nè. Thấy chưa? To đùng luôn. Nè. Con nào con nấy là to đùng luôn, không có gì ta nhỏ nhỏ đâu. Thấy không? Là mà mình lấy dừa luôn hả chị? Không, chị cái này có mình lấy ở chợ rồi cưng, tại vì ở chợ mình dễ nói chuyện, còn dừa nó khó nói lắm. Dừa nó đưa đồ ẩu lắm cưng. Còn mấy người bán ở chợ mình là giống như mấy người bán chuyên về cái món tôm á. Là người ta lấy lựa cho mình cái đúng cái sai. Đây, chúng ta đến với cua nè. Cua nè, càng. Cua con đó nè. Đó là cái thịt mình đúng không chị? Đúng rồi, cái thịt nạc á. Người ta tách sẵn luôn hay chị mua về? Không, chị có mối nó tách nha chị. Tách giùm luôn ha. Hồi nãy thấy chị bán cái phần nào, cái bịch gì gấp quá trời, cái càng cua nhỏ này luôn. Đúng rồi. Là, ở cái cô đó có mua 150 phần mà chỉ mua 13 phần đó, cổ đem về á. Ở dưới Bình Chánh á. Cái mối này là cổ ở Bình Chánh mà cổ bán đầu chợ đầu mối Bình Điền á. Thành ra cổ ăn đồ chị hoài à. Em thấy là mình bán hết 7 ngày luôn, vậy đâu có nghỉ ngày nào ha. Không, có ngày trai chị nghỉ. Ngày trai là nghỉ, còn thứ 2, thứ 6 mà thay đổi món là thay đổi món gì vậy? Có cố định không? Cái ngày thứ 2, thứ 6. Thứ 2, thứ 6 là giống như cà ri mà khách ngán quá thì chị Út đổi phở. Hay bún bầu quế. Hay là bún mọc vậy đó. Tại vì cái đó nó không có nằm trong cái lịch mà tại vì nhiều món quá, mình cũng biết cái gì cũng biết nấu hết mà. Ủa đây chỉ có bán mì gói. Mì gói đáp ứng nhu cầu. Thường thấy bán bánh canh là bánh canh không. Đó đó cái tô này nè. Tô này đừng nói 70 luôn nha chị. Không, cái này của con bé bán, mẹ nó bán thịt cho chị nè. Dạ. Mà nếu tôi gì chị bán là bán nhiêu? 80. 80. 80 là có càng đúng không? Có không phải càng thịt thì cũng vậy, nhưng mà có nghĩa là nó ăn nhiều đồ vậy thôi. Dạ. Thêm 10 ngàn à. Nè của bé Phượng nè anh ơi. Đây chả cá chị ở nhà chú chiên luôn á. Ở nhà chú chiên luôn. Có quá không? Không, chả nào cũng quết đó thì cái nào nói thiệt. Dạ. Mình là thiệt tình là cái nào quết. Chả cá gì chị? Cái này chả cá ba sa cơ. Dạ, cá ba sa. Chứ cá thắt lát mắc lắm. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Cái nào thì mình thiệt tình mình nói đúng đó. Cua là thường là chị bán là 1:30 rồi tới tầm mấy giờ là chị nghỉ rồi mấy giờ hết cua? Tới chừng 5 giờ mấy không chừng. Dạ. Vô chừng lắm. Là coi như là sạch xe luôn. Đúng rồi. 5 giờ mấy? Khoảng 4 tiếng. 4-5 tiếng. Em gắn cái mì chị. Anh Phi cũng nhà Phi luôn nè. Trời ơi. Đó. Không có cái gì cũng ngoài ở nhà mua ở ngoài đâu em. Quá trời. Nghe cái mùi thơm không? Thơm. Đây, 1 2 3 lên luôn. Chưa nha. 1 2 3. Rồi. 1:30 chị bán mà Phú đến đây là 1:30 mà cái nồi của chị đã còn có gần cạn nồi. Đây. À, sẵn đây có lý giải luôn cho cái hồi nãy mà mọi người thấy á, là cái thùng đó không phải là thùng sơn nha mọi người. Cái này Phú định nói nhiều lần rồi mà Phú chưa có nói. Tức là ở ngoài quận 11 này sẽ có, người ta sẽ có bán những cái dạng thùng như vậy, có rất là nhiều màu luôn, trắng, vàng, xanh này nọ luôn. Đó. Chứ không phải là thùng sơn họ xài đâu nha. Nè này bắp giò nè. Dạ. Bắp giò. Nè bắp giò này lúc mới cắt ra mâm đó. Dạ. Da heo nữa nè, da heo là chỉ có lấy tiền cho heo mua da heo. Dạ. Rồi này nách nữa nè. Da heo là chỉ có lấy tiền mua to lên bớt. Ai ăn da heo thì nói chị mình da heo vô. Là ăn ăn cua thì mới tính giá 30 đúng không chị, chứ đâu có bán tô 30 đâu đúng không? Đúng không? Ăn cua là thì nãy đúng rồi. Ăn cua thì mới tính cái giá phần 30 là bánh thêm thường là 20-30. Dạ. Là có chả được luôn á. Là chỉ có chả thôi đúng không? Đúng rồi. Còn 55 ngàn là có tôm, có thịt sắc hay là có giò. Dạ. Đó. Chung 30 ngàn là một loại topping, mình phải ăn kèm một con cua thì mới có giá đó. Là chị Út là bán nay bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm rồi cưng. Hơn 20 năm rồi. Nếu mà nói đi bán là cũng phải 30 rồi, tại vì đó đi theo chị bán ở cho lớn á. Dạ. Cũng hết mười mấy năm rồi. Mà ở đây? Ở đây là hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Rồi. Có nhiều người không có tin là bán hai ba chục năm,
Thì nhiều khi đi ngang không thấy con đường này, nhưng mà thật ra là có những người là trước đó người ta đã bán ở những cái cổ đường khác rồi. Cái năm người ta chia sẻ là cái năm là gọi là kinh nghiệm. Đúng rồi. Những cái năm sương gió người ta đi bán. Có nếu mà chị không bán ở đây lâu năm sao mà chị bán được cái cỡ này? Dạ. Cái nào chị Út nói thiệt. Bán lâu năm mới bán được. Ở đây đa số là khách quen không à. Bởi chị Út mới bán nổi món. Tại vì dạ, mình khách không có bỏ mình được. Thấy không? Ừ. Khách không có bỏ mình được, mình bán lâu năm. Đây, nấu lèo chị nấu là... Có huyết nè. Huyết nè. Huyết, nấm dơm rồi. Có trứng không chị? Không. Không có thầy trứng. Đâu có thầy trứng gì đâu. Cái này nấm dơm. Nấm dơm thôi. Thấy rồi. À, đó. Thầy nấm dơm có thầy, không có thầy... Thấy có mấy cái dụng dụng là chị... Cái gạch cua. Gạch cua hả? Dạ. Anh ơi, anh chạy về lấy em cái thao gạch đó, mọi người nãy nóng quá em bự chở trong được đó. Nhỏ. Đây, chị chở thêm cái thao gạch cua ra nữa. Wow, gạch cua nè. Đó, cái gạch cua nè. Rồi. Em thấy nó có còn sót mấy cái vỏ. Đúng rồi. Có gạch vàng, gạch đỏ luôn nè. Wow. Rồi chị múc một muỗng gạch cho em coi thử. Dạ. Thôi không? Chị múc lên cái làm nghe có mùi thơm rồi không? Dạ. Là gạch không hay là chị có gạch, đem gia vị xào gì không? Không, gạch xào gạch không thôi. Dạ. Hỏi nêm chưa? Anh để bảy giùm em cái anh mở. Rồi. Anh để bảy giùm em cái. Làm tô em luôn đi. Rồi. Tô này mình đang làm là bao nhiêu vậy chị? 70 á cưng. 70. Ừ. Có cua xé, hai con tôm. Cái cua xé thì nó ngọt thật lắm cưng. Dạ. Có anh này phải không? Đúng rồi. Rồi, không phải con bên trước nữa. Rồi. Con này cũng 70 luôn. 70 hết cơ. Cua tôm chả. À, cua tôm chả thì con tôm nó hơi dính xíu. Dạ. Còn không có lấy chả thì nó con tôm bự chứ. Dạ. Còn cái tô mà bình thường. 70 là giò cua tôm chả là một con tôm thôi. Ở này là hai con tôm. Dạ. Ừ. Coi như ai cũng tới là ăn một tô 70 có cua luôn. Có luôn, có cua lột luôn cơ. Có ai ăn không lấy cua không chị? Có người không ăn cua, không ăn thì ăn tôm, giò, chả thì 55. 55 thì không cua là 55. À, rồi nước lè của chị là có nấm huyết. Rồi còn huyết của chị bự dữ. Ừ. Này huyết dịch đó cơ, huyết thì dịch luôn hả? Huyết dịch không à chị bán. Hồi xưa tới bây giờ là huyết dịch không? Dạ, đó. Thì chắc cục huyết cũng bự rồi. Hồi xưa giờ là bán huyết dịch không mà có bán huyết heo đâu. À. Với lại cua. Thịt sắt, cua. Tôm. Tôm. Dạ. Là thịt tôm cua. Đó của ai? Của con. Anh chạy qua anh coi còn khách nào nữa không? Ở rồi. Con này cũng 70 chị ha. 70 hết cơ. Rồi. Không để tiêu. Bánh đâu nha. Dạ, ít bánh thôi. Con này là tôm thịt. Thập cẩm. Thập cẩm. Ăn về là ngon rồi đúng không? Dạ. Có cua, có tôm, có chả, có giò nè. Ăn về thấy nhiều. Đó là 70 nè. 70 luôn. À là ok rồi. Còn có ăn thêm con cua gạch nữa để chị lấy. Ba đi lấy con cua gạch nữa. Đây. Cua gạch. Đây là không biết có gạch không đây. Như là chị cua thịt nhiều hơn cua gạch hả? Đúng rồi, thịt nhiều hơn. Thử cua gạch là số lượng khoảng bao nhiêu? Chừng 20 con à, tại vì bà đưa cho chị 60 con. Dạ. Mà bà đờ bà cho chỉ có 20 con gạch à. Một giá hết chị ha? Một giá, tại mình muốn bán con giá à. Dạ. Mà có cái là cua gạch thì nó bự hơn cua thịt một chút. Dạ. Thì con cua gạch này là 150. 150. Con cua thịt thì 120. 120. Đó. Nè nè. Cua có bở đã. Vô mấy qua. Đây cua thịt nè. 120. Ừ. Nè luôn bánh canh là 150. Dạ, luôn bánh canh là 150. Luôn bánh canh là 150 đó. Là 30. 30 bánh là canh chả, bánh canh với thịt nấm rồi đó. Tôm thịt nấm luôn. Đúng rồi. Là 30. Còn hai con cua để riêng. Tôm chả vậy là 55. 55. Ừ. Với hai con cua. Con 120. Nhiều quá. Nhiều kiểu á. Ăn gì là ngon lắm rồi đó em. Từ từ rồi. Chị bán từ xong. Từ tám. Tám lấy ra chứ đi tám. Tám để cho em đi. Để chị bán xong đi. Ở đây. Đó. Nói chung giá sàn là 55 nha quý vị khán giả ơi. 70 mới bắt đầu có cua nha. Đúng rồi, chính xác. Chứ cua, có cua nó 55 là chị Út trốn luôn à. Ồ. 55 ăn rồi cũng ok. Em múc một con miếng hành tây. Dạ.
Tô nào ạ? Tô nào, tô này. Nghỉ hơi cho người ta đi. Rồi. Được chưa ạ? Bỏ lên luôn. Rồi, lên tô lên luôn. Rồi. Rồi, quay đi. Rồi, đó. Đó, bỏ gạch cua vô luôn. Ok, giờ chị làm cho em một tô đi. Bây giờ để coi ta, hơi nhức đầu nè. Chị lấy làm sao cho em mà vừa có càng vừa có thịt. Rồi, ok, thịt lấy chả luôn ha. Chả. Thôi chị phân bổ cho em. Đó, với một con cua thịt. Rồi, con cua thịt chị lấy riêng. Dạ. Tôm ha. Tôm. Thịt sắc không? Thịt sắc, ít. Thịt sắc đi chứ ngon. Dạ, khỏi cục giò đi ha. Rồi, đúng rồi, ăn thịt sắc đi chứ ngon lắm á. Khỏi ăn giò. Có cua rồi, mình không có giò. Đúng rồi. Thôi, lâu đổi đi. Ừ, tô này nhiêu đây chị? Rồi, cái này là thêm thịt là 10.000. 70 cái thêm 10.000 à, 80. Ủa nhưng mà em có lấy càng nữa đó. Rồi đúng rồi. Là cũng đúng 70 rồi. Luôn hả? À. Chị có cho thêm nghĩa là chị khuyến mãi không? Không, không khuyến mãi. À tức là nếu mà muốn ăn vừa thịt cái thịt cua không với càng không thì cũng thì nói nữa. Chị là 70.000 cũng có luôn. Có. Một tô trước hả chị? Một tô trước thôi, một tô trước thôi. Rồi với con cua. Ok, con cua phải không? Vô, thịt. Ngày vậy chị mấy ký cua chị? 15 ký em. 15 ký thôi ha. Buổi chợ 15 ký đủ rồi. Dạ. 20 ký bán không hết đó, đâu. Con cua thịt. Nè. Cua thịt của chị nè đó. Thấy không? Dạ. Con gạch là gạch đỏ. Dạ anh Mẫn ơi, đưa qua bệnh em cái anh Mẫn. Của em trai này nè. Có bạn giùm em cái. Nó có nấm rồi nó dễ ăn. Rồi ăn thêm gì cái việc nói dạ, lấy thêm nha. Chất lượng nha. Ok, review chi tiết thì ở đây thì chị Phước không có bán nước, nhưng mà trên bàn thì anh nó làm một cái ca trà đá và những cái ly vậy. Nói chung về uống là ok rồi đó. Có một quán mà có ca trà đá và vậy là tuyệt vời. Không có món gì nước nào qua món trà đá. À, trên bàn thì sẽ có nước mắm rồi chanh ớt, nhưng mà riêng ở đây là có một cái ớt xanh nữa. Mà cái này mọi người tới đây ăn thì hỏi quán thì quán mới đưa, chứ không có để trên bàn nha. À, mình chế nước mắm ra đây. Ồ, nước mắm có những cái tép chanh rất là nhiều. Đó. Mình nếm xem. Sẽ nghiêng về cái mặn mặn của mắm và chua chua của chanh. Ok, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bánh canh cua chị Út. 70.000 nha, mình lấy giá 70.000 đi. Tại 55.000 đâu có cua đâu. Đây. Nước cảm giác nó đậm đà và nó béo ngậy cái vị gạch của mọi người. Ăn nhanh để nếm kỹ nha mọi người. Quý vị khán giả có nghe âm thanh cuộc sống không? Âm thanh này rất là lâu rồi, chắc nhiều người chưa nghe. Âm thanh tiếng kéo của xe gỏi của bò. Nó sẽ có, vì là gạch á cho nên là nó sẽ có lẫn một tí xíu một cái vị đăng đắng thoảng thôi. Đó. Mình nếm thử bên đây. Chia nước lèo thôi, nó không có những cái bánh canh này nọ. Nước lèo bên đây thì nó giảm cái độ đậm đà hơn một tí và nó rõ đi cái mùi, nó rõ cái mùi gạch cua hơn. Sợi bánh canh được trùng ở trong một cái nồi riêng cho nên là nó thấm vào nước lèo. Nếu mà để mà tổng thể thì cái hương vị nước lèo nó sẽ nghiêng về cái hậu nó một chút mặn nha mọi người. Đây là phần thịt, ở đây chị cắt bán.
nhưng mà nó sẽ bị một cái số nhiều một tí xíu, tức là trên cái phần thịt này nè, nếu mọi người Phú nghĩ là mọi người cần thiết mà ai mà kỹ á, thì chúng ta bỏ cái phần da này thì nó vẫn còn sót một tí lông tơ không thấy được, soi thì không thấy được, nhìn bằng mắt thường thì mọi người sẽ thấy. Đó, miếng thịt săn nha mọi người. Nói chung là cũng tùy miếng thôi, chứ không hình như không phải miếng nào cũng vậy mọi người. Sẽ đây chỉ sắc dài, miếng thịt dài. Mắm ăn rất là thơm. Đây, miếng chả cá chỉ sắc cũng to. Cái giọt cá bà sa này á, tôi chị bán á, ăn cảm giác nó cắn thịt vậy mọi người. Nó giòn giòn, nó không có độ dai nhiều. Đây, một muỗng nấm và thịt cua. Thịt cua tươi á, nó ngọt thịt mọi người. Cảm giác thịt nó đầy đặn. Cái này còn mất công gỡ cho mọi người nữa. Được gỡ sẵn rồi, những cái càng chấm dở xanh. Gỡ xanh này nó nghiêng về chua nha mọi người. Chua cay. Riêng những cái càng á thì thịt nó sẽ không có cảm giác ăn, nó không có chắc bằng cái thịt gói nha mọi người. Chắc thì cũng tùy càng thôi, mà nhìn như vậy mọi người, nó người ta gỡ ra còn nguyên khói nè. Đây, huyết dịch. Vậy là huyết dịch đó mọi người. Cái vị của nó sẽ hơi nồng. Giờ ăn con tôm hay ăn con cua? Này, con tôm nè. Tôm chất lượng. Tôm bự á. Bự. Chắc nguội quá, nghe đã rồi, ngập răng. Con cua 120. Gỡ cái này ra. Đi ăn cái này nhìn thì ngon đó, nhưng mà cái khâu này nó hơi... Nó bất tiện lắm. Bất tiện nhưng mà nó đùa. Mọi người mà đi ăn buổi trưa ở đây thì nóng nha. Nóng lắm luôn á. Được rồi. Cho mắm thử. Chứ này ăn không cũng được, để cảm nhận cái độ ngọt của cua. À, ăn xong cái này Phú có một vấn đề muốn hỏi mọi người nha. Tươi không? Ừ, thịt chắc á. Ok, trước khi vô miếng cuối thì giờ Phú cũng không biết sao ăn cái càng này. Mày răng Phú yếu á, không dám cắn. Thì phải lấy cái, thì chắc phải lấy cái muỗng đập. Trên bàn không có đồ kẹp hay gì hết. À, Phú nó có quên hỏi một vấn đề là này. Nãy tới đây quay, Phú thấy cũng có một số hai kênh Phú quay. Sau khi mà Phú quay xong cái quầy thì có một hai kênh tới đây quay, mà Phú thấy là những mấy bạn nó cũng là quay cái quán của chị này cũng mấy lần rồi. Thì Phú cũng không biết là quý vị khán giả có thích xem một quán mà nhiều lần không. Đó, nếu mà mọi người thích á, thì Phú sẽ nghiên cứu, Phú sẽ
tụi mình sẽ bàn nhau thử. Nhưng mà Phú nghĩ là chắc nếu mà mới một quán mà để mà quay đi nhiều lần đó thì mọi người cũng sẽ chán. Có chăng là khi mà thay đổi địa chỉ hay thay món gì đó thì Phú mới có thể quay lại và cập nhật để chia sẻ cho mọi người. Đó là cái cách mà Phú và Mèo khi đến một địa điểm quán để mà quay. Đó. Thì mọi người thấy cái trường hợp như vậy thì mọi người cảm thấy như thế nào, có thích xem lại cái món đó không? Rồi bây giờ để cái càng này xuống. Càng nhỏ hơn. Mà mình cũng hiểu ha, tại sao một quán phải quay nhiều lần. Giãn ra đi. Mình không ca bự, mình chơi càng nhỏ nha. Xin lỗi mọi người. Xong rồi, quý vị khán giả cảm thấy tô bánh canh cua này như thế nào? Cho Phú bình luận ở phía dưới nha. Với cá nhân Phú thì thấy với mức giá này và ăn nó tạo được cái độ đủ, gọi là độ ngon, độ no cho một cái tô với giá tiền 70.000 cua như vậy. Rồi 61 công chúa Ngọc Hân, có số điện thoại ai ở xa thì mình có thể gọi phòng hờ xem ngày hôm đó có bán hay không, mặc dù là chị sẽ nghỉ vào ngày chay. Lịch thì Phú sẽ ghi ở phía dưới nữa. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.